Nhiều khi bắt bọ rùa riết mà nó bị nghiện luôn đó mọi người. Ở cái video lần trước á, là mình vẫn chưa bắt được bọ rùa vương miện. Hôm nay là mình sẽ thử là cái nhân phẩm của mình nha. Đi bắt mà cứ như ăn trộm. Đây nè, mày hả bử đó, bọ rùa vương miện nè mọi người ơi. Trời trời, cái video lần trước á bắt rất là nhiều luôn mà nó không lên được. Tiếp tục luôn nè mọi người, một con nữa nè. Ở cái chỗ mà trong khu cắm trại đó, cái chỗ mà trước cái anh mà áo vàng đó mình hay chỉ cho mọi người đó. Rồi coi con gì đây, rồi bỏ rùa vương miện đó mọi người ơi. Trời ơi trời, hôm nay lên hai con liên tiếp luôn nè mọi người, ghê gớm không. Trời, hôm trước bắt rất là nhiều luôn mà nó không lên được bọ rùa vương miện. Hôm nay tự nhiên bắt có hai con thôi mà nó lên hai con vương miện luôn nè mọi người ơi. Đó, rất là vui luôn nha. Như vậy là đã full cái từ điển côn trùng rồi nha mọi người. Nani? À đù, vô tình gặp Pha Ke luôn nè mọi người ơi. Trời ơi trời, na 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 TV. Úi, có người đặt tên giống mình luôn kìa. Trời trời, nghĩ sao mà ổng nhắn được cái câu này luôn, hay thiệt á. Bây giờ mà ổng pha ke mình sao mà ổng còn nói mình á, đặt tên giống ổng nữa. Trời ơi trời, không biết ai đặt tên giống ai à. Nghĩ sao vậy, trời ơi, còn đang đứng câu cá rất là tỉnh luôn nha mọi người. Rất là tỉnh, anh rất là tỉnh và đẹp trai đấy. Sao ông lại đặt tên giống tôi vậy, trời ơi, tôi nghĩ sao vậy. Còn hỏi một cái câu mà sao tôi đặt tên giống ổng luôn kìa, trời ơi. Cái tên này là tôi là người sáng tác đầu tiên nha mọi người. Không tin được luôn á, không tin được Nana Pha Ke lại láo như thế này luôn á mọi người. Pha Ke mà nói như là đúng rồi vậy đó mọi người có được hay không? Chưa biết ai Pha Ke ai à nha. Trời ơi, nghĩ sao luôn, ghê gớm mà. Quá trời gớm, anh ấy quá trời gớm. Ôi, đeo mắt kính đen, có một bộ râu rất là ngầu luôn. Rồi còn thể hiện cái cảm xúc tức giận nữa. Tức giận giống như là tôi Pha Ke ổng vậy đó, trời ơi. Thôi bây giờ hỏi thăm thử coi ông này ổng đang làm cái gì nha. Đang câu gì đó, Nana Nana Pha Ke. Ông mới Pha Ke đó. Trời trời, nghĩ sao vậy trời. Ủa, ông tự tin ghê luôn á mọi người. Nãy giờ thấy ông rất là tự tin luôn á. Tôi đang săn cá nhà táng vương miện ở đây. Ú là la luôn. Trời ơi, Pha Ke hài vãi luôn á mọi người ơi. Nói ai Pha Ke hoài vậy. Trời ơi, lại nữa. Ông này là ông nhất quyết, ông là real, ông mới chịu nha. Giờ dám solo câu cá với tôi không? Trời ơi, có gì sợ ai? Sợ ai mà không dám solo? Giờ muốn solo câu cá đúng không? Ok, chơi chơi sợ ai nào? Để kiểm tra cái thông tin của cái ông Nanana TV này xem sao nha. Trời ơi, 570 sao, nút vàng luôn đó mọi người, 62k tim luôn. Rồi để coi người ta viết gì lên tường ở đây. Ký em đi, không yêu ai chỉ yêu anh. Đồ pha ke, mong chỉ kết bạn yêu yêu. Trời ơi, ông pha ke này mà nhiều người rất là tưởng thật luôn đó nha. Ôi, để coi coi, ổng muốn thi như thế nào đây nè. Để coi ổng thi như thế nào, ra ngoài biển câu, bóng 4 1 điểm, bóng 5 2 điểm, vương miện cộng 1 điểm, rồi ok luôn. Chốt luôn, chốt kèo luôn nha mọi người. Chơi ok luôn, không có sợ ai cả. Sau cuộc thi mới biết ai pha ke ai riêu. Ok mọi người, nhớ cho Na xin một like, một share với một lượt đăng ký kênh luôn với nhé. Và nhớ bật chuông luôn nha mọi người để cổ vũ tinh thần cho Na nha. Mong rằng sẽ chiến thắng các bạn Nanana TV này nha. Bắt đầu chưa hàng Pha Ke. Trời ơi trời, ông lại nói tôi Pha Ke nữa kìa mọi người ơi. Mọi người coi được không? Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự nghiệp, lộn sự đời. Trời ơi là trời, tức lắm rồi đó mọi người. Mọi người coi được không? Thật sự là Pha Ke này rất là láo luôn đó mọi người. Nghĩ sao mà ông cứ nói tôi Pha Ke hoài luôn á. Pha Ke này quá láo luôn rồi mọi người, không tin được luôn á. Chưa bao giờ gặp Pha Ke nào mà láo như con Pha Ke này luôn. Nhép mép nữa. Ủa, hắn đang kéo gì vậy mọi người? Trời, lắc không có thấy bóng luôn. Ôi, hắn còn thả tim cho mình nữa. Rồi, đứt dây luôn, ha ha. Để hỏi thử coi cái tên này vừa đứt bóng mấy vậy? Bóng 4 hả? Pha Ke. Ừ, bóng 4 nhưng không Pha Ke. Trời, cái tên này là hắn nhất quyết là hắn không chấp nhận hắn là Pha Ke luôn nha mọi người. Và bây giờ là hắn kêu cái cuộc thi này nếu mà ai thắng thì người đó là real, mà người ai thua là người đó là Pha Ke. Ok, bây giờ là Na sẽ kéo cú bốn đầu tiên nha, mong rằng là không có đứt dây lên nào, để dẫn trước một điểm coi nào. Rồi như vậy là Na đã dẫn trước một điểm rồi nha mọi người. Ok, bây giờ là cái cuộc thi mình sẽ đưa nó vào khúc cao trào luôn nha.
Kết quả thảm hại quá mọi người, thật sự là không còn đường nào để gỡ luôn rồi. Bây giờ là câu cái bóng 4 cuối cùng luôn ở đây nè. Nhưng mà cái bóng 4 này cho dù nó lên cá gì cũng không thể nào mà gỡ nổi luôn. Rồi luôn, lên được 2 điểm nữa mọi người. Như vậy là được 13 điểm nha, tỷ số bây giờ là 13-23. Trời, cách biệt 10 bàn thắng ghê quá, thật sự là không thể nào mà gỡ nổi luôn nữa mọi người. Trời ơi, cái ông Nanana TV này ông câu quá trời là rơi gớm luôn mọi người. Ông câu nghĩ sao mà hai cái con voi sát thủ, hai cái con cá voi râu trắng, một con cá mập mũi cưa, năm cái bóng năm luôn na, không câu được một cái gì hết mọi người. Bây giờ solo tuyệt trò chơi với ông này thử một ván nữa nha. Ok, đây là vòng đầu tiên luôn nha. Trước giờ là đang rất ít chơi tuyệt trò chơi luôn đó mọi người, nhưng mà hôm nay sẽ cố gắng hết sức mọi người. Bây giờ là thua ở câu cá rồi, thua rất là thảm hại luôn, nên là cái tuyệt trò chơi phải cố gắng rửa rạc lại nha mọi người. Bây giờ là sẽ cố gắng chạy hết sức luôn mọi người. Mình không ngờ là cái ông Nanana TV này ông câu cá quá ghê gớm luôn mọi người ơi. Gì đâu mà ông lên năm bóng năm na là không lên được một cái bóng năm nào luôn đó. Rồi cái vòng đầu tiên na về được hạng 3 mọi người. Cái dòng này thì Na cũng quen thuộc lắm, tại cái dòng này là trước đây khi mà Na mới chơi Play to Radar á là Na cũng hay chơi tiền trò chơi, nhưng mà sau đó là 7-8 tháng nay là Na đi câu cá rồi mọi người. Ok, 17 người đã thành công nha. Rồi bây giờ là bước vào cái vòng thứ hai nè. Ê, cái vòng này là cái vòng tìm lỗ, cái vòng này là mình cũng có kinh nghiệm đó mọi người. Nói chung là mấy cái tiệc, cái trò cũ này nè, cái trò cũ này là mình cũng có kinh nghiệm nha. Rồi mình đi cũng rất là nhanh luôn đó mọi người, thấy không, rất là ghê gớm luôn nha. Đây nè, đó, quá lợi hại mọi người. Rồi, đó, ghê chưa. Đây, rồi, đó, hạng 1 luôn mọi người. Không ngờ hôm nay là chơi tiền trò chơi hay hơn cả câu cá rồi mọi người. Rồi như vậy là để coi, 10 người đã thành công nha. Rồi ok, bây giờ là bước vào cái vòng thứ 3 luôn. Cái vòng này, cái vòng này sẽ cố gắng về. Cái vòng này là cái vòng nhân phẩm mọi người. Cái này là hên xui thôi. Ai mà đi mà nghịch đường quá thì coi như là lộn đường á, là coi như là thua thôi. Bây giờ này là hên xui rồi. Coi đi dưới đi. Rồi, thành công luôn rồi mọi người. Rồi, chắc là về kịp rồi. Vòng này đã có 7 người à. Không biết có qua được hay không. Cái ông Nana Fake đâu rồi? Hình như là ông về trước rồi. Cái ông đó ông chạy rất là nhanh luôn á. Trời ơi, ông về đây rồi nè. Ông đang hạng 2 nè mọi người. Ok, như vậy là 7 người đã thành công rồi nha. Chúng ta cùng nhau bước vào cái vòng thứ 4 luôn mọi người. À, cái vòng Sweet Game nè. Cái ông Nanana TV kia ông quá lợi hại mọi người. Ông câu cá cũng rất là hay, mà ông đi chơi thì chơi cũng rất là giỏi luôn. Ông về hạng 1 luôn rồi kìa. Ok, như vậy là 4 người đã thành công rồi nè mọi người. Như vậy là cùng nhau 4 người bước vào cái vòng thứ 5 nha. Cái vòng gì đây? Trời ơi, vòng thứ 5 là chạy trên cái đường băng trơn trượt mọi người ơi. À, cái này cũng được, cái này chơi được nè. Cái này chơi cũng quen mọi người. Rồi, đang dẫn đầu luôn nha, rất là lợi hại luôn. Ghê chưa. Ôi, hôm nay câu cá dở, hôm nay câu cá nói chung là không phải dở mà là không có nhân phẩm mọi người. Lên toàn bóng 4 không mà không có bóng 5 luôn. Rồi cái ông Nana kia ông lên hạng 1 luôn rồi, ông dẫn đầu luôn rồi mọi người. Rồi ông chạy rất là nhanh luôn, ông chạy rất là lợi hại luôn nha. Cố gắng về đích để vô trận chung kết với cái ông này luôn mọi người. Rồi. Ồ, đi cũng được. Không té là ok rồi, không té là về được rồi. Như vậy là hai người bước vào chung kết luôn mọi người. Trời ơi, còn tôi với lại là ông Nana kia thôi. Trời, rất là lợi hại luôn nha. Chơi kiểu gì mà không hiểu sao mà tôi với ông bước vào chung kết luôn. À, đường đua trên cái con rồng này à. Cái này cũng quen nè mọi người, cái này chạy được nè, cái này cũng quen lắm nha. Nói chung, ui, ông đó chạy nhanh dữ trời. Quá lợi hại rồi, ông dẫn đầu nữa rồi. Thua rồi. Rồi, ông gớt rồi, hên quá, ông gớt rồi mọi người. Trời ơi, đó, cái dòng này nói chung là cũng rất là gay gắt nha mọi người. Dòng quyết định mà, trời ơi, rất là hồi hộp luôn. Cố lên, tới đích rồi, trời ơi, không ngờ luôn mọi người ơi. Thua rồi, trời ơi, đau lòng thật luôn ấy. Trời ơi, hình như ông đó cũng thua luôn rồi mọi người. Trời ơi, không ai thắng luôn. Trời ơi, bắt phân thắng bại luôn mọi người. Thật ra em được chơi với anh hôm nay rất là vui luôn. À, các bạn này là bạn có nói với mình rồi. Thật sự bạn là cũng một người fan thôi mọi người ơi. Bạn ấy cũng là một bạn fan thôi. Bạn ấy thích cái tên của mình nên bạn ấy đặt cái tên giống như vậy thôi nha. Chứ thật sự là bạn ấy cũng không phải là bố láo như những gì hồi nãy giờ các bạn đã xem đâu nha. Nói chung là bạn này rất là vui tính luôn đó mọi người. Mà câu cá cũng rất là hay. Nói chung là chơi thì trò chơi cũng rất là giỏi luôn.
Ok thôi thì bây giờ là mình xin chào tạm biệt cái bạn Nanana TV luôn nha. Ok xin chào tạm biệt mọi người luôn nha. Hẹn gặp lại mọi người ở cái video tiếp theo. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh cho Na với nhé.